is almost 94%. Please welcome Vietnam. Vietnam 24, Vietnam! Cảm ơn. Cảm ơn Hương. Cố gắng hơn nữa. Đừng từ bỏ giấc mơ của mình nhé. Tại thời điểm 5 năm trước thì Phạm Hương cũng chưa đặt cho mình mục tiêu trở thành một người của showbiz. Chỉ đơn giản rằng mình muốn được đến với những cái gì mà mình chưa biết và trải nghiệm về nó. Nhưng mọi người thấy rằng là năm nay thì Phạm Hương cũng đã 24 tuổi rồi. Và ở Việt Nam thì cái độ tuổi mà để thi hoa hậu thì cũng đã là quá trễ. Nhưng Phạm Hương thấy rằng là Phạm Hương cũng đã đặt nó như một cái mục tiêu cuối cùng để mình phấn đấu và phấn đấu hết sức mình vì nó. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Gọi tên thí sinh. Mang số báo danh. 120 Phạm Thị Hương. Chúc mừng Phạm Hương là hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Tôi thấy rằng là mình phải nỗ lực và phải cố gắng để theo đuổi đam mê cũng như ước mơ của mình. Và việc chinh phục các đấu trường sắc đẹp cũng là một trong những điều mà Phạm Hương luôn khao khát và muốn chiến thắng chính bản thân. Hương cũng chia sẻ là mình đang rất là mệt vì sáng đến tối cái lịch của mình là đi tập gym, đi tập nhảy, đi tập rất là nhiều. Nhưng mà vô đây thì Hương cũng cố gắng 100% hết sức hết mình. Phạm Hương chỉ thấy rằng là mình được nhiều hơn là mất. Và qua mỗi chặng đường thì Phạm Hương lại trở thành một người trưởng thành hơn, với những suy nghĩ tích cực hơn và cũng đam mê nhiều hơn. Hy vọng rằng là không chỉ chính bản thân Phạm Hương mà tất cả các bạn trẻ bây giờ, chúng ta hãy thật nỗ lực hơn nữa cho những đam mê và ước mơ của chính bản thân mình và đừng bao giờ từ bỏ dù nó có khó khăn đến trường nào đi chăng nữa.